Em chào tất cả các bác nhé. Mời cả nhà ngắm cây lan cát hắc tùng chớp ngày hôm nay nở này, vừa mới nở xong này. Cái chậu này thì nó được 2 nụ và tương đối khỏe cho nó đẩy cái bông rất đẹp. Đây là cái chậu năm ngoái nó chỉ có 1-2 thân thôi, nhưng mà trồng 1 năm sau thì anh em thấy là cái mức độ cây của nó phát triển như thế này đây. Em thấy hắc tùng chớp ấy mình trồng thì nó phát triển nhanh, cũng giống như cây lan cát bình thường cả nhà. Đây cả nhà nhìn này, những cái mầm của nó này. Riêng hắc tùng chớp này mình mua thì ít khi nó bị nhầm cây ấy cả nhà. Anh em cứ xem cái mầm nó lên ấy, cái độ xẻ xẹt nó cao. Em thì thường hắc tùng chớp em sưu tầm ấy thì nó phải cái độ xẹt nó là cái lá trước và lá sau nó phải có, thì sau này nó ra hoa cái độ chớp của nó sâu. Mới nở thì bông nó như thế này đây. Nói chung là cây này khoảng tầm 2 ngày nữa bung hết thì nó sẽ rất đẹp cả nhà. Loại này thì hiện tại bây giờ bên cửa hàng em đang có nhá. Em cũng có những cái cây đang có hoa và có những cây đang có nụ. Đây, những cây đang có nụ thì anh em xem cái nụ của nó, cái độ chớp của nó khá sâu. Nó cùng là một giò tách ra đấy, năm ngoái là tách ra một vài giò. Đây này anh em nhìn cái lá của nó này, đấy. Phía trên nó phải xẹt xẹt. Độ sọc này nó phải rõ ràng nữa. Rồi cái mặt sau của cái lá này anh em xem này. Thế là mọi người, người ta có kinh nghiệm mà chơi hắc tùng chớp ấy thì thường người ta tìm những cái loại mà lá cái độ xẹt của nó là xẹt từ mặt trước và mặt sau. Em có cái chậu này thì khá nhiều thân. Tất cả những cái thân này nó còn mắt hết đấy cả nhà. Bác nào mà có nhu cầu sưu tầm cái mặt hàng này chuẩn hoa đấy, thích thì để hôm nở hoa ra thì em tách. Còn bây giờ là anh em có thể đăng ký, thích cái thân nào thì anh em cứ nhắn tin cho em nhá, nó chuẩn bông. Này cũng dễ tách thôi. Thực ra cái này thì sang chậu từ năm ngoái đấy. Bên cạnh đó là em có một cái chậu này khá phù hợp với anh em này. Thì bây giờ nó ấm chậu hết rồi, dễ rước nó ra như thế này. Đấy. Cái chậu này thì em tách làm đôi đấy, tách ngầm trước, tách ngầm để cho nó bật mầm đấy. Tách làm đôi. Cái này giờ về trồng nó mới khỏe đây cả nhà. Anh em nhìn cái độ xẹt ở trong cái lá như thế này nhá. Đấy, em có mấy cái đơn hắc tùng chớp đẹp như thế này nhá. Số điện thoại thì em có để ở trên tiêu đề ấy. Anh em có nhu cầu thì cứ gọi cho em. Còn cái chậu to này bác nào mà thích chơi cả cái chậu to này có thể liên hệ cho em nhá. Chậu to này thì nó được 6 thân nhá. Nó được 6 thân. Tất cả các thân nào bây giờ cũng còn có mắt và bây giờ nó đang cũng bật ra. Cái này mà bây giờ mà mình mua cái chậu này đúng thật sự từ giờ đến Tết thì nó thành một cái giò to đùng luôn. Cơ bản nhất là nó chuẩn bông. Chuẩn bông với lại cây tuyển đây. Bây giờ kiếm cây hắc tùng chớp mà tuyển chớp mặt trước và mặt sau nó khó lắm. Rồi các mặt hàng khác thì em có thằng Đại Tân như thế này. Đại Tân thì bây giờ em lấy những cái chậu mà Đại Tân xưa ấy. Cả nhà nhìn cái thân của nó là anh em biết rồi. Thế nó nở hoa bông to, hoa thơm lắm. Nay có được khoảng tầm mấy chậu thôi. Đấy, anh em xem Đại Tân. Trồng lan cát này nó đạt nắng nhìn thân và sau này nó nở hoa đã lắm cả nhà.